Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã công bố có 4 trường hợp trở về từ Liên bang Nga đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 ở thành phố Hòa Bình đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Và cả 4 người này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Xác định được 4 ca dương tính vào 19 giờ ngày hôm qua 21 tháng 7, ngành y tế tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo khẩn cấp cách ly y tế tại khoa nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, xét nghiệm và cách ly, tránh lây lan trong cộng đồng. Tiến hành sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời phun xịt khử trùng khu vực sinh hoạt của cả 4 ca nhiễm.